Năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Mexico đã có mức tăng trưởng tích cực, đạt 5,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 37,5% so với năm 2020, đưa Mexico trở thành đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam tại khu vực châu Mỹ. Tại buổi tiếp và làm việc với ông Alejandro Negrin Munoz, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Mexico tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao những kết quả mà hai bên đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là những cơ hội mà hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP mang lại lợi ích kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước. Trong bối cảnh bình thường mới, Bộ trưởng cho rằng hai bên cần tăng cường hơn nữa các nỗ lực hợp tác để hướng tới phục hồi kinh tế nhanh và phát triển bền vững. Với việc Mexico là một nước có nền công nghiệp phát triển hàng đầu tại khu vực châu Mỹ, Hai bên có thể xem xét khả năng hợp tác phát triển các ngành công nghiệp có tính chất nền tảng, nhất là vật liệu, luyện kim, cơ khí, chế biến chế tạo điện tử, hóa chất, dược phẩm. Đại sứ Munoz bày tỏ sự hài lòng trước những kết quả tích cực trong quan hệ hữu nghị và hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước trong thời gian qua, khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Mexico tại khu vực Đại sứ bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được của kỳ họp lần thứ ba Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam Mexico và đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để có thể tổ chức kỳ họp lần thứ tư dự kiến trong năm 2023 tại Mexico.